lấy cho em hộp đầy đủ mà đừng có bà trứng. Ok, chào mừng các bạn nha. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha mọi người. Mình đang ở chỗ này là ở cái khu vực của chợ Thủ nha mọi người. Hôm nay nói chung là ở chỗ cái khu này rất là nhiều món luôn. Mà quay chia sẻ với các bạn hôm nay là món cơm chiên Dương Châu ốp la nha. Có mấy bạn chia sẻ chỗ này hấp dẫn lắm cho nên là ghé đây quay cho mọi người xem. Đây, cái khu này là cái khu nó nằm sâu sâu ở trong chứ không phải là phía trước của chợ Thủ đó, Thủ Dầu Một các bạn, nó nằm sâu ở trong á. Chào cô. Chào chị. Ủa, ban đêm tối mình mới đưa ra kia à? Bốn giờ mấy ngày á, tới 9 giờ mình lên trên khu hoa. Tìm hoài nãy giờ tìm hoài không ra. Dạ. Do mấy bạn nói không rõ là cái khu này nó nằm sâu sâu đâu không? Sớm là nó nằm sâu sâu đâu không cô? À, chỗ này gọi là cái gì ta? Trung tâm ăn uống là chỗ này gọi là trung tâm ăn uống luôn hả? Vậy hấp dẫn nha quý vị. Tìm nãy giờ không ra. Bởi vì cái khu chợ này phải đi vòng á các bạn. Dạ. Này là cơm chiên Dương Châu. Ủa, cơm này là cơm mình Bà Phương làm theo kiểu của Vĩnh Long thôi. À. Đây, khách đông lắm các bạn. Có khách nhiều, có khách. Đó là đông khách nha các bạn. Ở phía trong kia cô làm hấp dẫn lắm. Ở đây hộp gọi là mắc nhất là bao nhiêu cô? Hộp nhất nhất là full tấm pin là 45 ngàn. Em nướng vừa gà đầy đủ hết. Ok. Cái này cô có bỏ cái gì nó lên màu vàng đẹp dữ ta? Mình có nấu đi nướng rồi trộn dầu điều á. À. Đây khách đông lắm nha mọi người. Để mình quay một chút xíu cho các bạn xem này. Đưa cho mấy bạn trước đây, anh quay xíu rồi. Đây, Ba Phương. Cơm chiên Dương Châu Ba Phương nha các bạn. À, nó nằm có cái hình như xôi gà Ba Phương nữa nè. Đây là phía đây xíu cho mọi người xem. Đây. Thơm quá cô. Ở trên này là gồm có những gì cô? Là sướng chế độ trứng cho em nướng đâu. Rồi da. Rau củ. Ủa, phải... 20 đi em ơi. Dạ, 20 quá hả? Vĩnh Long à. Vĩnh Long hả? Bà chủ Vĩnh Long luôn hả? Vĩnh Long. Ủa, Vĩnh Long mình là có cái món chuyên như vậy hả chị? Hay sao? À. Vĩnh Long có xôi gà thôi. À, xôi gà. À, nhưng mà mình sáng tạo ra cái này để phục vụ mới bán 4 tháng này mà đông khách lắm. À vậy hả? Ồ. Hồi nãy giờ em đi tìm chỗ này quá trời luôn á mà không lòng vòng mới ra đâu luôn à. Hai người đều biết rồi đó. Cái phần này là phần gọi là 20 hết. Rẻ ha. Bỏ cái nem. Cái nem là 30. Cơm chiên Ba Phương và cái xôi Ba Phương là cũng chung chủ luôn. À. Đó là vậy là chùm ở đây rồi. còn cái gì Ba Phương nữa không? Cơm mà chiên Châu rồi xôi Ba Phương. Dạ. 20 đó chị. Khá là đông nha. Cuối cùng rồi mình được tìm đến nơi. Em từ trên quận 12 lên đây nè. Ở quận 8 nó xe xôi gà Ba Phương đó, nhà thờ Nam Hải á. À. Ở đường Phạm Hùng á. Ở quận 8 hả? À. À. Lá Thiêu cũng có. Lá Thiêu chị cũng có luôn hả? Lá Thiêu ngay dòng xây ngã ba cây tâm á. Ngã ba cây liễu. Ngã ba cây liễu hả? À, gần bệnh viện Thượng Giao. À rồi.
tới 4 5 người bán luôn hả chị ha? Cái khung giờ mình bán bắt đầu từ mấy giờ hả chị ha? À 4 giờ tới 11 giờ đêm em. 4 giờ chiều là bán. Cái này là hình như là có là que nè, các cái củ đậu que thơm. Mình tự làm hết hả chị ha? Tự làm. Dẫn nha. Tự làm cho nên đi cái giá mình thấy rất là rẻ đó, bình dân luôn ha các bạn. Nãy làm nãy mình đi vòng vòng mình không tìm ra nhưng mà cuối cùng là mình phát hiện ra chỗ này rồi. Đang YouTube cuộc sống văn hóa ẩm thực. Cuộc sống văn hóa ẩm thực. Dạ. Dạ. Tức là có ẩm thực đó, có văn hóa. Ở đây có thông tin này quý vị. Nhận đặt làm luôn, cơm chiên Dương Châu. Cơm cốc la. Và chỗ bà liệu luôn rồi. Nhưng mà chị nướng là nướng ở đây luôn hả? Hay là nướng ở nhà? Ừ, nhà làm. Nướng ở nhà. Nhà gần đây em. Dạ. Khách vô, khách vô. Tức là từ 4 giờ thì 9 giờ bán ở chỗ này. Sau đó là đưa ra bên kia. Cửa nhà, tiệm vàng qua. Đây là 15 ngàn em. 15 dẫn cái trứng nó đơn giản mà nó hấp dẫn ha. Ủa, đảo đều cho nó khỏi dính ha. Dính cho nó nóng đều luôn. Dạ. Thơm lắm nha các bạn. Đây có số điện thoại để mọi người có thể đặt này nha các bạn. 0382 297 554 nha các bạn. Phía này là các bạn đừng mọi người đi thẳng ra là ra ngay cái cổng chính của chợ Thủ Dầu Một nha mọi người. Chị chuẩn bị rồi, chị treo rồi tùm lum. Điều là bà chủ bà đội cái nón mà chuyên về đi nấu ăn là bếp luôn á, là thích ok rồi đó chị ha. 35 ngàn dạ. Liên tục nha các bạn ơi. 30 đùi gà như thế hết hả? Cơm chiên Dương Châu ba phương. Đúng
một mình dư gà rụng một. Đâu rồi chị làm cho em hộp đầy đủ anh. Dạ. Vui quá tối ở đây chợ thủ vui ha. Nay trời mưa vắng. À, nãy ở đây mưa hả? À, mưa lớn nha mẹ. Mưa dông lớn. Rồi. Đây là đặc biệt 45.000 full topping nha các mọi người. 45k. Lâu lâu đi về chợ thủ ăn cơm chiên nha. Chị, cho hai bịch tương ớt cho em đi. Của em là gì? Ẩm thực chân quá hả? Cuộc sống văn hóa ẩm thực. Văn hóa ẩm thực. Ê dạ, rớt. Dạ, dạ. Chị cũng thấy thích lên YouTube. Em, coi đem là chuyên quay ẩm thực luôn á. Ẩm thực Việt Nam mà phong phú và đa dạng, hấp dẫn. 20 bỏ đường anh. Cuộc sống văn hóa ẩm thực. Dạ. Facebook hay là YouTube? 30 là đùi không có like nè. Dạ đúng rồi. Khá là lâu nha mọi người ơi. Xôi này là cũng có chị đúng không? Đúng rồi, quay quay cho xôi mọi người xem nè. Ờ đúng rồi em. Bà chủ có cháu ngoại luôn hả? Rồi. Quá. Ở dưới là cái bột bột gà. À. Bếp lửa cho nó nóng, cơm là phải nóng. Lâu lâu mình mới đi về ghé về chợ thủ nha các bạn. Thôi cho cháu gọi cho thu ngân hả? Đất đất miền Tây. Chị miền Tây nhìn nóng. Dạ. Có nhiều giá để mọi người có thể thưởng thức nha. Ai đi về cái khu này thì hai xe đều khá là đông, bên phía xôi của xôi gà cũng đông lắm. hai mươi. À, cái xôi cái chả mình thấy là chỗ đỡ phía trong ấp lại này nha. Hai đầu bếp, cái bên này cũng là một đầu bếp. Xong cái này xong bữa qua đó. Rồi 20 là chị hẹn. Cái ở dưới Vĩnh Long mình là mình làm không có mấy cái món này hơn chị hay là đầy đủ như vậy? Không, Vĩnh Long chỉ có xôi gà thôi. À xôi gà thôi hả? À, cái này là để mình tại vì mới mở thôi, tại vì chưa biết bán được không á. À thử hả? Mở ở đây ổn phải không? Từ mấy cái chi nhánh nè. Dạ. Tại này mới bán, còn xôi là bán 7-8 năm nay rồi. Dạ. Bán sạp chị. Không chín 30 rất tới cái món nói cho cái không chọn đây cô sạch chưa luôn đấy thì cộng không chọn với cũng có tay cô bên đây nữa bên đây nữa à, biết rồi rồi em bỏ đi đùi vô trước này đến em rồi. Xong là cô lao rồi, sạch sẽ. Thôi khách kia. 20.
chơi là ban đêm là đi ghé chợ xuống đâu. 9 giờ đêm đông lắm. Là không có thiếu gì. 9 giờ đêm ở đông hả chị? Đông trên đó đông. À. Không bằng 9 giờ tối là đông. Giờ sáng tiên thì cả bụng em. Dạ, cha truyền cái này quá. Dạ. Ơi, khách vô. Khách vô liên tục nha mọi người. Đây lẹ chân ha. Mới vô được. Để quay qua phía bên này cho các bạn xem nè. À, dạ. Còn phía bên này là xôi gà của bà Phương nha mọi người. Đó. Hiện tại thì xôi cũng đang là một cái trend luôn. Đứng đây quay ra cho các bạn xem. Xôi này. Cái xôi này là cô đầu bếp khác. Trong đây có xôi mặn có những cái gì á chị? Gà, chả, nem. Yeah. À có sưởng, cái da gà này hấp dẫn ha. Tất cả đều của cô Ba Phương làm hết hả? Đúng rồi. Là trứng cốc chiên rồi hả? Trứng cốc chiên nghe rồi. Alo. Alo. Cô vừa cơm vừa gà là bao trùm hết ở đây rồi. Ở bên đây cũng cái khung giờ đã bán luôn hả chị? 4 giờ. Không, 2 giờ rưỡi là ra. 2 giờ rưỡi bán là sớm. Giá bên này sao? Chị giới thiệu cho em sơ cái giá. À, 15, 20, 25, 30. Cái khung dài vậy hả? Ừ. À, tùy vào cái topping phải không? Đúng rồi, đúng rồi. À. Nhưng mà ở đây cái chỗ này là có chút nãy có đem tao kia luôn không? Hay là ở đây? Ở đây luôn. Ở đây luôn, còn chỉ có cơm lên kia thôi. Dẻo các bạn. Rồi, bên có vẻ như là bên cái cơm là nó hot. Cơm nó hot hơn các bạn. Hộp cơm viên 20. Vơi rồi lại đây. Em như hoài hoài em chứ. Dạ. Cho nó nóng hoài, đầy hoài. Ồ, ở trong này cũng có sẵn chả rồi đúng không cô? Có, trứng nó chả. Trứng chả. À, nó cái nào mà nó bở thì cô bỏ vào đây. Xíu nữa cho các bạn xem cái xe xôi gà với lại cái xe cơm chiên dương châu nhìn rất là bắt mắt luôn. Giá bình dân 15k 20k. Mọi người đi về Thủ Dầu Một, đi về chạy Thủ á, có dịp đi về đây, bởi vì cái chỗ này nó gần với chùa Bà nha các bạn. Nó nằm chỗ này, nó nằm sâu trong chợ Thủ, còn ở chùa Bà nó nằm ở phía đường ngoài đường Cách Mạng tháng 8. Chợ Đồng Hồ hả? Chỗ này là khu gọi là chợ Đồng Hồ luôn hả? À,
Đúng rồi. À, ok, để cho mọi người xem này, khu này. Đó. Đây, ngay chỗ cái đồng hồ này các bạn. Đó. Nhiều người nãy mình cả mình xem video của các bạn rất là kỹ nhưng mà cũng tìm không ra, nhưng mà cuối cùng là mình đi một vòng rất là một hồi mới tìm ra chỗ này luôn á. Ai đi về chùa Bà rồi chơi nghĩa đây ban đêm là thấy là ổn áp đó. Rồi chúc mấy cô mấy anh chị buôn bán đất nha, em đi về Lá Thiêu, giờ đi về Lá Thiêu. Dạ cảm ơn chị. Đi nha, chị. Dạ ok.